Xin chào mọi người đã đến với Bigoline Channel. Một trong những mong muốn của Bigoline chính là tạo ra một sân chơi để mọi người vừa có thể thư giãn, vừa có thêm thu nhập cao và ổn định, và quan trọng là vẫn có thể làm việc tại nhà. Cho nên chủ đề ngày hôm nay mình muốn chia sẻ đến tất cả các bạn chính là kiếm tiền từ Bigo. Trước khi bật chế độ kiếm tiền, các bạn nhớ là phải ký hợp đồng idol với Bigoline nha. Idol cần phải có nền tảng vững chắc thì mới có thể kiếm được nhiều tiền, và nền tảng đó được gọi là kỹ năng livestream. Có hai kỹ năng livestream, một là kỹ năng cơ bản và hai là kỹ năng mềm. Về kỹ năng cơ bản khi livestream, các bạn cần lưu ý hai điều sau. Thứ nhất đó là setup. Là một idol mới, ấn tượng đầu tiên rất quan trọng với người xem. Các bạn nên make up nhẹ nhàng, chọn cho mình một background gọn gàng, ánh sáng đầy đủ để lên hình lung linh hơn. Thứ hai, về dụng cụ, các bạn nên chuẩn bị cho mình một bộ sao card, micro và đèn ánh sáng ring light. Sao card có thể xem là một công cụ tạo ra âm nhạc, giai điệu vui nhộn, tiếng vỗ tay, tiếng cười, giúp cho phòng live của mình luôn luôn sôi động. Một micro tốt sẽ tự động lọc âm, truyền tải giọng nói của mình đến người nghe một cách chân thật. Tự lọc âm không bị rè, không bị nhỏ tiếng. Bạn nào thích hát nên mua cho mình một cái micro thật tốt nha. Tiếp theo chính là kỹ năng mềm. Đây là một kỹ năng nắm bắt tâm lý user trong Bigo. Idol gây được thiện cảm tốt là idol biết chào hỏi, cảm ơn kèm tên của user khi được tặng quà. Vì lời cảm ơn sẽ luôn trở nên đặc biệt hơn khi chúng ta gửi lời cảm ơn đích danh tên của một người nào đó. Cảm ơn mọi người lắng nghe, cảm ơn Tuấn nha, cảm ơn Thanh nha. Ngoài tương tác giao lưu khéo léo của mọi người, các bạn nên chuẩn bị cho mình một nội dung livestream thật đa dạng và phong phú để tạo sự mới lạ cho người xem của mình. Sau khi ký hợp đồng xong, mỗi idol sẽ được cung cấp một data. Đây là nơi cung cấp thông tin cực kỳ chi tiết về số ngày, số giờ livestream, số đậu, số người hâm mộ theo từng ngày, từng tháng của mỗi idol. Ví dụ, khi bạn không biết từ ngày 20 tháng 9 cho đến ngày 23 tháng 9 mình livestream được bao nhiêu ngày, bao nhiêu giờ, bạn có thể vào mục ví tiền, chọn mục đậu, chọn live data. Bạn có thể xem số liệu theo ngày ở báo ngày hoặc theo tháng ở báo tháng. Bạn vào báo ngày chỉnh từ ngày 20 tháng 9 cho đến 23 tháng 9, hệ thống Bigoline sẽ tự động thống kê tất cả những dữ liệu bạn cần. Các idol nhớ hoàn thành nhiệm vụ livestream mỗi tháng để được nhận đầu thưởng nha. Sau khi có thu nhập bằng đậu, các bạn vào ví tiền, chọn mục đậu, sau đó chọn rút tiền để quy đổi đậu thành tiền vào tài khoản ngân hàng của mình. Chúc các bạn sẽ có được cho mình thật nhiều kinh nghiệm và kiếm được thật nhiều tiền từ Bigo. Hãy cùng Bigo tạo ra một sân chơi văn minh và một cộng đồng lành mạnh nha. Bye bye. Điều cuối cùng, mình muốn nhắn nhủ các bạn khi livestream, các bạn đừng để vi phạm các quy định và nguyên tắc trong cộng đồng Bigo. Vì nếu vi phạm, tài khoản của bạn sẽ bị khóa từ 10 phút cho đến vĩnh viễn, tùy vào lỗi vi phạm. Ví dụ khi livestream, không mặc đồ quá sexy để lộ vùng nhạy cảm, không uống bia rượu, hút chích, không nói về các đề tài chính trị, bạo lực, tôn giáo, không phát tán hình ảnh nhạy cảm của trẻ dưới 18 tuổi. Để biết chi tiết hơn, các bạn có thể tham khảo một quy tắc cộng đồng Bigoline tại banner app nhé. Nhấn đăng ký kênh Bigoline Việt Nam Official và tải ngay ứng dụng Bigoline để xem thật nhiều clip độc quyền cực kỳ thú vị từ Bigo nha.